mừng các bạn đến với Bạn Là Triệu Phú, công cụ chọn nghề, hành nghề đầu tiên của Việt Nam. Với các độc giả đọc sách, thì độc giả nhận được lợi ích gì khi đọc sách Bạn Là Triệu Phú? Tùy theo từng đối tượng mà chúng ta nhận được nhiều lợi ích khác nhau. Như, đối với các em học sinh cấp 3, chọn nghề, chọn trường, thì tương tác từ bước 1 đến bước 5 của công cụ chọn nghề, hành nghề. Trong đó, sách là bước 2, giúp cho các em học sinh trải nghiệm nghề bằng những hình ảnh thực tế, sinh động và biết được trọng tâm thành công với nghề là gì. Còn đối với người đi làm, từ cấp nhân viên đến quản lý, thì tương tác công cụ chọn nghề, hành nghề từ bước 1 đến bước 7. Trải qua các bước này sẽ giúp bạn đạt được thành công nhanh và bền vững. Vì khi đó, bạn đã nắm rõ được cơ cấu tổ chức, ý nghĩa của từng chức năng để thấu hiểu và phát huy tinh thần đồng đội. Đặc biệt, bạn biết rõ trọng tâm của thành công và thăng tiến là gì. Còn đối với quý doanh nghiệp, để trường tồn thì sử dụng công cụ chọn nghề, hành nghề ở bước 2, 3, 5, 7 để nắm rõ cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, biết giao KPI giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu kinh doanh, cũng như biết cách áp dụng đánh giá năng lực trong tuyển dụng nhằm giúp cắt giảm hơn 80% chi phí tuyển dụng và tiết kiệm hơn 50% chi phí đào tạo phát triển đội ngũ. Bắt đầu câu chuyện cho cuộc đời thành công. Tác giả dẫn dắt các bạn vào phần giới thiệu về bánh xe cuộc đời. Đó là một tình huống thực tế, thú vị đã thúc đẩy tác giả viết được phần giới thiệu đầy cảm xúc mà đa số bạn đọc đều ấn tượng và ghi nhớ. Lao động là vinh quang, các bạn đồng ý chứ? Và nghề nghiệp là niềm vui, là hạnh phúc. Đi làm đúng nghề mà mình yêu thích thì sướng nhất. Còn nếu chọn sai và không sửa sai thì chắc chắn bạn sẽ sống mãi trong niềm day dứt và tiếc nuối. Các bạn hãy xem bánh xe cuộc đời của bản thân mình hiện như thế nào thông qua trang web bạnlatriệuphú.com. Tác giả quyển sách tạo ra công cụ chọn nghề, hành nghề đầu tiên của Việt Nam đó là Thạc sĩ Huỳnh Thị Thu Hằng, chuyên gia tư vấn quản trị doanh nghiệp với hơn 18 năm quản lý tại các công ty tập đoàn đa quốc gia. Anh Nguyễn Vũ Tâm, chuyên gia tư vấn hướng nghiệp tính cách MBTI toàn cầu, từng giữ các chức vụ giám đốc kinh doanh, giám đốc sàn giao dịch bất động sản, giám đốc chi nhánh. Hai tác giả Nguyễn Vũ Tâm và Huỳnh Thị Thu Hằng còn là đồng sáng lập công ty tư vấn và đào tạo Cân Bằng Balance. Sách Bạn Là Triệu Phú, công cụ chọn nghề, hành nghề đầu tiên của Việt Nam miêu tả rõ các hoạt động hàng ngày của nhiều ngành nghề khác nhau bằng những hình ảnh thực tế sinh động. Với gần 20 năm quản trị doanh nghiệp, tác giả giúp cho độc giả tiếp cận được với thực tế theo giá trị của doanh nghiệp, theo sơ đồ tổ chức của doanh nghiệp. Tác giả quy các ngành nghề theo 3 nhóm tương ứng với cơ cấu tổ chức để bất kỳ độc giả nào cũng hiểu rõ ý nghĩa, vai trò của ngành nghề mình và của người khác. Đó là trực tiếp bán hàng, cung cấp nguồn lực và trực tiếp sản xuất. Với khối trực tiếp bán hàng và cung cấp nguồn lực trong tổ chức thì đã có đầy đủ trong sách. Riêng khối trực tiếp sản xuất thì sách này đang đáp ứng với đa số ngành nghề thông dụng trên thị trường. Sau đây, mời các bạn trải nghiệm thực tế một phần của mô tả giám đốc nhân sự trong sách Bạn Là Triệu Phú, công cụ chọn nghề, hành nghề đầu tiên của Việt Nam. Tại buổi chia sẻ với các bạn sinh viên ngành quản trị kinh doanh, có em sinh viên cho rằng làm nhân sự là tuyển dụng, trả lương thôi, có gì khó đâu anh. Bạn ơi, đó là quan niệm xưa như trái đất rồi nhé. Bây giờ, giám đốc nhân sự tham gia vào xây dựng chiến lược của công ty, phân tích điểm mạnh, điểm yếu về nguồn lực của công ty. Wow, vậy hả anh? Đúng vậy. Mở đầu, tác giả mô tả việc tuyển dụng giám đốc nhân sự của công ty khá là vất vả, nhưng rồi cũng tìm được người giám đốc nhân sự chuyên nghiệp.
Người giám đốc nhân sự này đã tạo ra lợi thế cạnh tranh về nhân sự của công ty và đã liên kết với chiến lược giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu kinh doanh. Sau phần giới thiệu bao quát và trọng tâm về nghề quản trị nguồn nhân lực, tác giả dành sự tâm huyết của mình với độc giả khi cùng với hơn 20 họa sĩ khắp đất nước tạo ra trải nghiệm thực tế công việc hàng ngày của giám đốc nhân sự bằng tranh sinh động. Đặc biệt, trong những câu chuyện thực tế sinh động này, độc giả sẽ nắm được bí quyết, kinh nghiệm của nghề như các bạn trải nghiệm qua. Tiếp theo, mời các bạn xem các tình huống trải nghiệm thực tế bằng tranh sinh động của một người giữ chức vụ giám đốc nhân sự. Đó là hình ảnh các buổi họp, phân tích, giải quyết tình huống, thống nhất KPI với các giám đốc phòng chức năng. Vâng, giờ đây có lẽ phần nào cho các bạn hiểu rõ hơn về quản trị nguồn nhân lực, về xây dựng balance scorecard, về giao KPI đo lường hiệu quả. Có cao siêu không nhỉ? Các bạn hãy trải nghiệm thực tế tại các trang 246-247 trong sách nhé. Tiếp theo, các trải nghiệm bí quyết của nghề. Các bạn độc giả sẽ nhận biết được môi trường làm việc của nghề nhân sự, để những ai chưa bước chân vào nghề đều biết rõ mình sẽ sống với môi trường làm việc đó ra sao. Để những ai muốn chuyển nghề, muốn lật lên chức cao hơn, lương cao hơn, có được cơ hội chuẩn bị tinh thần trước. Có một bạn hỏi rằng, quản lý con người có khó không? Môi trường làm việc của giám đốc nhân sự như thế nào vậy anh? Tại phòng nhân sự, một chuyên viên kỹ thuật nói, tôi làm việc nhiều năm, lâu năm như vậy mà lương vẫn ít hơn ông Hải mới vào là như thế nào? Một chuyên viên kinh doanh nói, sao mà giao chỉ tiêu cho nhân viên sale của tôi nhiều quá vậy? Nhân sự xem lại đi. Đó, chính người mười ý, bạn hãy làm cho tối thiểu 85% nhân viên trong công ty hài lòng. Vậy là bạn sẽ biết môi trường làm việc, vai trò giám đốc nhân sự như thế nào liền nhé. Khi bạn đi làm rồi, biết rõ về nghề nhân sự rồi, thì bạn muốn biết rõ trọng tâm thành công của nghề giám đốc nhân sự là gì đúng không? Nói thì đơn giản, nhưng nhiều người đã có kinh nghiệm làm trong bộ phận nhân sự cũng như các ngành nghề khác lâu năm rồi mà vẫn chưa biết rõ trọng tâm thành công của nghề là gì đâu nhé. Chính vì thế mà đa số mọi người có thu nhập thấp và khó khăn trong việc thăng tiến lên chức là vậy. Riêng với những ai đang làm hoặc muốn làm giám đốc nhân sự thì cần biết rõ thước đo hiệu suất làm việc, chỉ tiêu của mình là gì, để biết được mình đã đạt được chỉ tiêu chưa, hay biết được mình đã hoàn thành kế hoạch so với chỉ tiêu công ty giao là bao nhiêu phần trăm, để cuối quý, cuối năm còn lãnh thưởng chứ phải không. Và đặc biệt, phòng nhân sự là nơi ban hành các KPI cho tất cả các nhân viên trong toàn công ty. Vậy, KPI của giám đốc nhân sự là gì? Các bạn hãy trải nghiệm sách Bạn là triệu phú, trang 251 để biết rõ hiệu suất chính nhé. Niềm vui và áp lực, ngày nào cũng có hết. Và các bạn cũng đồng ý với tôi là chức càng cao, áp lực càng lớn đúng không? Trong nhiều nguyên nhân gây stress, thì stress về công việc là nhiều nhất và khủng khiếp nhất. Vì công việc sẽ gắn liền với cuộc đời của bạn, thông thường là 40 năm. Vì sao nó khủng khiếp như vậy? Vì bạn đi làm thì bạn mới có khả năng trang trải cho các nhu cầu về ăn uống, quần áo, ngủ nghỉ, vui chơi và các mối quan hệ. Ôi, cuộc đời có nhiều thứ cần phải chi trả lắm. Thế là stress thôi. Stress vì hàng ngày phải làm công việc chả có hứng thú gì cả. Stress vì làm mãi mà không được đánh giá cao, nên không được lên lương, không được thưởng, không được lên chức. Vì thế, bao nhiêu ước muốn không thành hiện thực. Chính vì thế, bạn cần phải nắm rõ nội dung, áp lực, niềm vui chính của nghề nhân sự, để bạn biết bạn có thực sự thích nghề nhân sự này không, và nghề nhân sự nó có hoàn toàn thuộc về niềm vui của bạn hay không. Bạn hãy trải nghiệm ở trang 254 để biết rõ áp lực, niềm vui của giám đốc nhân sự là gì nhé. Khi bạn đã biết rõ về nghề, về sự trọng tâm của thành công trong nghề, thì bạn cần biết được năng lực làm việc, năng lực giải quyết công việc thực tế của bạn như thế nào. Bạn
cần cải thiện, phát triển ra sao? Và bạn cần tập trung trọng tâm vào năng lực gì cụ thể để có được sự thành công nhanh và bền vững? Để biết được điều này thì bạn được tặng một mã cào trị giá 150.000 đồng ở bìa gấp phía sau của quyển sách để được trải nghiệm thực tế năng lực của chính bản thân bạn ở bước 3 của trang web bạnlachifu.com. Với sứ mệnh phát triển con người, phát triển doanh nghiệp, phát triển đất nước, công ty tư vấn đào tạo Cân Bằng đã phát triển công cụ chọn nghề hành nghề đầu tiên của Việt Nam. Với niềm khát khao cháy bỏng là tăng thu nhập của người Việt Nam trong top đầu ASEAN. Bạn hãy là người có thu nhập cao trong top đầu ASEAN bằng cách hành động như công cụ chọn nghề hành nghề đầu tiên của Việt Nam. Các bạn có nhu cầu về sách Bạn Là Triệu Phú hay tìm hiểu thêm về công ty tư vấn đào tạo Cân Bằng, các bạn hãy vào website Facebook bạnlachifu.com hoặc các bạn có thể liên hệ số điện thoại hotline 08 3925 6011. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe.